Dạ, kính thưa quý vị khán giả, rời khỏi cái bùng binh ngã 6 3 tháng 2 và Võ Thị 6, các bạn tháng 8 Goldman di chuyển lên hẻm số 623 đường Cách Mạng tháng 8. Ở đây là khu phố 5 nằm kế đền thờ Đức Lý Triều Quốc Sư. Ở đây thì hôm nay là tiếp tục mời quý vị khán giả đi đến tìm một cái nhân vật nữa. Dạ, cũng do có một cái khán giả nào nhớ bạn gửi cho mình luôn cả hai cái nhân vật này. Ôi dạ, chào chị. Chào. Đi kiếm cái cô bán bánh tráng á, phải không? Hôm đây đúng không? Dạ. Xa lắm hả? Thôi kệ, cứ đi bộ cho biết. Dạ, bánh tráng trộn á, phải không? Bà tám hả? À. Thẳng qua đó quẹo bên tay phải. Dạ rồi, ok. Đi ngang đi ngược rồi tay hết. Bà tám nó trộn được cái hẻm sâu quá. Sao mà bạn ấy bạn tìm ra được hay vậy ta? Có một cái kinh để mình xem lại coi cái kinh đó là kinh gì. Có khi là mình rủ luôn cái bạn mà đã quay cái clip này tham gia cùng với Colorman này rất là vui. Dạ em chào chị. Dạ. Dạ kiếm bà tám. Dạ. Dạ cảm ơn chị. Đi thẳng vô quầy tao mặt hả chị? Dạ. Đi vô tới ngang cùng ngõ hẻm. Hẻm Sài Gòn, yêu lắm hẻm Sài Gòn mà con cô bác nghe. Bởi vì mình làm cái chương trình tập quá hẻm Sài Gòn là gì vậy á. Rồi cái con hẻm Sài Gòn nó dễ thương vô cùng. Cũng giống như là cái tiếng rao của thành phố Hồ Chí Minh, của Sài Gòn mình vậy, của thành phố mình vậy. Ai chà chà. Đó. Mình không biết là mình đến 60 tuổi mình còn đi quay được cái chương trình này nữa không. Dạ. Cũng chỉ sợ là tới một thời điểm nào đó thì không ai mà không còn những cái nhân vật dễ thương như tiếng rao mùa 1 với mùa 2 nữa. À rồi, bánh tráng trộn bà tám giờ vô đây. Chào con. Biết chú không? Biết luôn hả? Hay vậy? Chỉ cho chú vô nhà bà, vô cho bà tám đi. Đây. Mấy cái xuyệt luôn. Bà bánh tráng trộn bà tám giờ vô đây. Đó, tụi mình thấy mình quẹo hai chặt hai cái con hẻm rồi đó. Yeah. Yeah. Có hai xuyệt luôn. 623 xuyệt 20 xuyệt mười mấy nữa. Và con nó cũng nói thiệt với lại quý vị khán giả là mình bánh tráng trộn mình cũng không phải món ruột của mình. Đó, nhưng mà là của sư phụ bà xã thôi, hôm nay mua về cho sư phụ bà xã luôn. Quẹo đi nữa. Trời ơi. Vô sâu dữ vậy. Trời ơi, bà tám bán thuốc ở trong đây làm sao mà người ta biết ta? Bà tám bán trộn đâu con? Vô nữa hả con? Hẻm kia hả? lộn hẻm. Ồ, ở đây bán gì? Cái lò nướng này thơm vậy? Giống nướng cơm tấm vậy? Lộn hẻm. Trời ơi, hướng dẫn viên gì chết rồi. Đeo cái khẩu trang gì đâu mà để cái lỗ mũi ra ngoài vậy con? Dạ, khó. Em thấy có cái bệnh. Vậy là cô đó chưa phải. Trong đó không phải, phải cái hẻm này không? Ủa, đúng trong đây không? Không biết nhà nữa. Mọi người hiện tại mình đang ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Ai? Hay quá, này con nét á con, con nét làm MC á. Vô làm MC mà. Thôi đi. Trắng bà tám mà. Dạ đúng rồi. Dạ.
giờ này bà chưa bán, anh đi sâu vô cái hẻm nhỏ ngay chỗ chúng đồ ra. À rồi, đây cái cây cục sự đó chú. Đó là bà đang ở trong nhà đó, bà đang đứng đó, bà đang dọn ra đó. À, dạ, dạ, dạ. Ừ, bà đang dọn ra luôn hả, vui vậy? Chán rồi. Dạ, tính làm tiếng rau á. Không biết có mời được bà không nữa. Chắc lên truyền hình. Chắc lên được TV rồi. Chừng nào mới bán vậy bà? Thôi, để chú quay. Chiều tối chút là bà bán. Dạ, giờ bà mới dọn hả? Dạ. Chú rác cần là phụ bút chú. Con gì vậy chú? Không biết con chú. Kênh Coleman. Coleman nha. Hãy đăng ký kênh và ủng hộ chú. Like. Ồ. Subscribe chút nữa. Ủa nhà bà đâu bà dọn ra? Nhà bà trong hẻm đây nữa hả bà? Dạ. Dạ không, con hỏi vậy thôi. Thấy thấy có mấy bạn gửi cho con á bà con. Con làm cái chương trình tiếng rau. Dạ, con làm chương trình đó là con giúp cho mấy cái người mà buôn gánh bán bưng rồi lớn tuổi như bà đó. Dạ. Nhưng mà con bán hàng giùm. Dạ. Con ấy rồi xong con bán hàng giùm. Dạ, con kêu người ta đến ủng hộ. Bà năm nay nhiêu tuổi? Con thấy bà có vẻ lớn tuổi đó hả? Dạ, 82. Dạ. Ủa bà năm nay 82 rồi. Rồi vậy là U90 rồi. À, thì con cho chú bán cho chú quay chút nha. Dạ, con đi chơi đi. Con đi chơi đi. Ôi. Rồi con nhắn chỗ cho ông đi qua rồi con. Trời ơi. Ông là gì của bà vậy? Hàng xóm hả? À. Dạ, em chào anh. Ôi, bà không bán ngoài đường mà bán ở đây thì sao người ta biết người ta vô mua ta? Dạ, dạ, bà ngồi đây ngồi. Con ngồi đây được rồi. Ngồi chùm hổm được, không sao. Trời. Ngồi ghế em. Dạ dạ. Không cần ngồi. Thường mấy giờ bà mới bắt đầu bán? 6 giờ. 6 giờ. Dạ. Dạ. Thì thấy có khán giả gửi cái lắm á, rồi. Đúng không? Giúp bà Tám là quá hợp lý đúng không anh? Chưa có rồi. Rồi đó. Ghẹo. Thấy không? Vô cừ phụ bà đi. Vô cừ phụ bà đi. 82 tuổi mà. Nhưng bán trong đây chắc đâu bao nhiêu người mua đâu ha anh. Trước bán 16-23 rồi. Cô bích quá anh ta không cho ngồi. Ta không cho ngồi nữa mới về. Dạ. Cũng giống như mấy người trước. Dạ. Cũng giới thiệu trên mạng rồi đó. Dạ. Cũng có một ít. Thì giờ này có thêm em nữa. Dạ không, em thì là em làm luôn. Em bán phụ cho bà cái chương trình tiếng rau đó. Dạ, một buổi bán cho mình ráng mình kiếm khoảng mấy chục triệu coi như để bà mở sổ tiết kiệm. Không, hay là con nói nghiêm túc nha. Ở đây mấy anh biết rồi đúng không? Mấy anh biết là em làm cái chương trình bán mía, bán đồ đủ thứ hết. Dạ. Gì bà nữa không? Dạ không, bà cứ ấy đi, bà gái con ngồi con chơi. Bà Tám bình thường đi, người ta làm như đâu. Dạ bà, thì Tám mới dọn ra cho người ta, con mua ra, con mua ít về cho bà xã. Bà xã con là ghiền bánh tráng trộn lắm. Dạ, con dọn ra. Dạ con chờ chút. Dạ không sao đâu bà. Dạ, ngồi đi đấy. Dạ, vô phụ chân.
Có ăn phụ cho cho. Thôi mẹ ăn đi. Mẹ. Xóm giềng. Xóm giềng vui. Vô xong vô hẻm là xóm giềng vui lắm. Đó là cái hẻm trong đây nè. Ồ, hẻm nhà của bà Tám đó mà con ơi. Ồ, thương quá, vậy là bà chứng tỏ là bà Tám ở. Chúng ta là bà Tám ở đây từ, phải nói là chắc là ở rất lâu rồi. Nghĩ là bà Tám ở đây chắc cũng phải có đến mấy chục năm, phải không anh? À, anh tổ phó đây hả? Dạ. Ủa, ông xã mới mất luôn. À, cỡ năm mấy năm có hơn. Dạ. Nghe năm hơn rồi. Dạ. Ông cũng già lắm. Tại này thì nói chung là không có tự lập tự sống thôi. Tự sống luôn. À, con không có con cái gì hả anh? Có. Có một đứa gái một. À. Đứa gái lớn rồi giờ có cháu luôn cháu rồi. Nhưng mà chắc cũng. Dạ. Cũng khổ. Tự lập. Không có nhờ con. Thì chung ra ở nhà con đứa gái con gái nó ăn cơm chung. Dạ. Mà có ở chung với con gái không? À, à. Không không rất nhiều trường hợp vậy á, tức là vẫn có con, vẫn có người thân nhưng mà các cụ vẫn rất độc lập, không có không bán không được, nhưng duy nhất chỉ là chủ nhật nghỉ thôi. Dạ. Ồ. Nhưng mà bán trong đây sao ấy ta? Dạ. Cho mấy nhỏ, rồi nhiều lớn thì mình còn mua nữa. Dạ. Họ. Thôi, bà con. Nhưng mà lỡ mà em làm cái chương trình cho bà thì đông quá là sao người ta bán được, chắc phải kiếm cái chỗ. Không, bà bán này về. Bán này về. Khách đi tới đây. Mấy đứa nhỏ nhỏ đi xe rồi đến dưới nè. Ừ. Đẹp chưa đăng. Chà, nhưng mà nếu mà em làm là khán giả đến đông lắm sao bán ta? Cái này là con bự điên. Ừ. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Dạ con bự điên. Bự liệu hồi trước ra trên hình. Vợ nè, ai à? Ông mất rồi. Anh Nghĩa đó. Ồ, vợ anh Nghĩa hả? Anh Nghĩa nhà nè. Ồ, anh Nghĩa là chị hình đó. Nguyễn Trọng Nghĩa đó. Anh Nghĩa bảo vệ. Đội trưởng đội bảo vệ. Ồ, chị là bà xã của Nghĩa. Ồ. Mới mất bữa tháng 8 hả? Mới tháng 8 năm vừa rồi hả chị? Ồ. Covid hả? Ồ, anh bị Covid hả? Anh bị Covid mất. Trời ơi. Em trước mấy anh gặp đi với anh. Dạ dạ anh Nghĩa cũng thương lắm, anh Nghĩa cũng thương em lắm. Dạ, cái sạp á. Ồ, chính anh Nghĩa năm nay sáu mấy rồi hả? 65. 65 là bằng anh Sơn. Ồ. Trời đâu có nghĩ mình có cái. Ồ, thằng Vinh nè, thằng Vinh nhà đây nè. Dạ. Cũng là 30 trận hình luôn. Ồ. Thằng Vinh nhỏ nhỏ đó. Ta không có nước đâu. Hẻm 623 xuyệt 20 rồi. Anh được gặp thấy to cáo mà. Dạ. Dạ nó bé dần theo thời gian. Dạ không, bây giờ mới mập á chị. Chắc ốm thì nó cao. Dạ ốm thì thấy nó gầy tới nó cao. Dạ suy dinh dưỡng rồi. Già rồi nó loãng xương. Ồ dạ. Dạ rút rồi chú. Dạ anh Nghĩa là trưởng phòng bảo vệ của đài truyền hình hồi xưa. Lúc mình mới vô đài cách đây hai mấy ba chục năm. Gần gần 30 năm. Dạ. Sao để lên trưởng ban đoàn mà. Dạ đúng rồi. Sao để lên trưởng ban đoàn. Ồ. Lên trưởng ban đoàn cái ông. Mất Covid. Covid. Anh bị ăn thất niên về đó. Lúc đi thì khoe. Trời ơi. Cố trắng rồi khí nào mới lên. Buồn quá ha. Đi bình thường. Rồi khi vô trọng cái đi. Đi bên chào mọi người. Chào mọi người đi mấy bữa về nhé. Ồ. Có mấy bữa à. Cứ là chồng ông ai chăm sóc ông á. Cũng phải chăm sóc mà cái bệnh đó nó vô ngại nó ăn trắng thôi. Dạ, dạ. Tóc hành luôn á. Chứ giống như Phi Nhung cũng vậy đó, vô làm gì cứu được. Dạ, dạ đúng rồi. Cũng tùy theo sức khỏe rồi bệnh nền rồi tùm lum mình không có biết được. Này nhiều khi nó cũng hên thua may mắn. Bay mà đâu mà tôi chích. Bay rồi. Lúc nào chưa chích. Chưa lúc nào chưa chích như đâu, đâu thắng cảm chưa chích như đâu. Đâu giờ nè, chưa? Chưa. Tao chích rồi. Này dạ, đem làm đang mời coi Nghĩa làm tiếng rau vô giúp cho bà đó.
À, tại có nhiều khán giả gửi cái hình ảnh của bà thấy xúc động. Thấy được khách đông lắm. Dạ. Nhưng mà đông đông chứ ngày cũng đâu có. Còn con mà con bán phụ cho bà thì ngày nó mới hy vọng được. Mở cái sổ tiết kiệm cho bà dưỡng già. Dạ, ra bán giá bình dân mà. Thôi vậy thôi con mở. Dạ ba ba ngồi đi. Thôi cho con mở hàng đi nha. Rồi. Từ từ. Quá mà rung quá. Ồ, topping cũng đầy đủ hết nha, rồi. Hai đứa kia chắc no rồi phải không? Đâu ăn nữa phải không? Hả? No rồi. Mua về cho sư phụ. Cho bà xã. Cái món này đặc biệt lắm rồi. Dạ. Chào chú. Dạ con là cháu hả? Cháu ngoại á. Cháu ngoại. Ô cháu ngoại lớn nha, giờ đẹp trai vậy. Chú vợ là chú ơi. Dạ, vợ con luôn. Vậy là giờ là bà. Nói để có nhỏ nằm là mai cho cháu ngoại. Cho nhà cháu ngoại có vợ con nè. Dạ, cháu ngoại có vợ con rồi. Vậy là bà có luôn cháu cố rồi. Năm cháu cố rồi. Đó đó hả? Trời cháu cố luôn hả? Vui vậy dễ thương hả? Cháu cố á. Ồ wow. Ba đi có một đứa gái. Cái này gọi là tứ đại đồng đường luôn rồi đó. Con đi ít mấy cháu nhiêu. Dạ. Ba có 5 đứa cháu cố rồi đó. Con có gì con thuyết phục bà ngoại nha. Chú làm cho một tập tiếng rao cho kỷ niệm cho bà ngoại. Con biết mà không biết chương trình đó phải không? Đó. Nhưng mà giờ chú đang tính mà nếu mà ở đây làm sao mà khách mà nó đông vô hồi vô đông quá làm sao ta? Không 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 phải không có đường vô á. Thôi để chú kiếm cái địa điểm đi. Không? Có thể là làm một ở cái địa điểm nào đó hoặc là ở cái chỗ cái quán của chú á. Chịu khó mình đưa đó bà con ra đụng một lần ủng hộ thôi. Để nó có cái sân lớn á, mình đông thì đông anh. Ai chưa bà ra công viên bán nữa thôi. Có mình bà. Không, già để bán. con sẽ tính chở bà đi. Bà già bán không có kịp đâu mà. Ê, con tên gì? Tên Năm hả? À tên Bá, ở nhà là thứ Năm. Chưa vô gia vị kịp hết á. Mà mấy cái này là bà tự làm hết đó hả? Dạ, tự làm. Ừ. Không lúc mua à. Dạ. Nhưng mà công thức trộn là bà làm hết. Dạ, cái đó bà làm hết. Ồ, oh, wow. Có con rút mà mua là đâu. Dạ, dạ, đúng rồi, dạ. Dạ. Là rút mình không có nguyên liệu, mình phải... Dạ. Dạ. Đúng rồi, trước đây bà trộn ăn. Dạ, không sao bà, dạ, bà gái đi, con ăn thử. Thì là con mua nữa, con mua gì. Con lấy đứa chỗ kìa, nó nhà. Dạ, vui quá. Tứ đại đồng đường luôn. Vậy là có các chú lại ủng hộ bà Tám vui quá à. Bà Tám cũng bằng tuổi mẹ con đó. Dạ. Mẹ con thì 85, 86 rồi, 86. Nhưng mà giờ cái tuổi này là coi như cũng như nhau hết, U90 á. Dạ, cũng còn mà mấy người nhỏ con khỏe nha. Mấy người nhỏ con khỏe. Các cháu ở nhà nó cũng nuôi mà tại bà cũng phải làm thêm. Còn sức khỏe mình làm. Dạ. Tiền để mình có xài rồi rậm chút. Rồi còn có cho nhiều khi mình tiếp tế cho con cháu nữa phải không bà? Không. Dạ. Không có nhiều trường hợp vậy. Dạ em cảm ơn anh. Dạ. Còn anh tổ phó nhiệt tình dễ thương quá. Trời quẹo hai cái xuyệt nói thiệt luôn mà không nếu mà không có ai ấy. Không ai biết đâu á ha. Dạ. Bán 623 vậy. Dạ. Hai cái xuyệt nha bà con cô bác. 623 xuyệt 20 rồi xuyệt nữa. Ở đây là cái nhà bên đây là xuyệt 25. Không có đi vô trên cái con hẻm của thành phố mình mới thấy là cái tình chòm xóm quý. Thiệt á. Không phải mình ở các nước ở thế giới mà không có mấy cái vụ mấy cái hẻm nhỏ nhỏ nhiều như mình đâu. Bà con bác thương đùm bọc nhau dễ thương.
Thấy chắc giờ này chắc chưa có khách đâu, hai lát nữa mới đồng mới vô luôn. Tầm 6 giờ, 6 giờ. Mà nãy bà chưa xong rồi. À anh ta tới. À anh ta tới cũng. Ừ. Bà bán khoảng 6 giờ là vô là vừa đẹp. 5 rưỡi 6 giờ vô là vừa đẹp. Giờ này là 5. 6 giờ là chắc ăn. Nhưng mà bà bán này từ năm nào rồi bà? Bà bán được 20 năm không? Dạ, mới 10 năm à. Mới 10 năm. Còn trước đó bà bán gì? Trước bà không, bán gì. Ồ. Trước bà không có bán gì hết. Dạ. Rồi sao tự nhiên cái bà nghĩ ra bà làm cái bánh tráng trộn vui vậy? Bây giờ... Là bà không làm cái món khác mà bà làm cái món bánh tráng trộn. Ừ. Tiếng rau chưa có tập nào bánh tráng trộn luôn á. Cậu hỏi thì bà trả lời. Dạ. Trước kia bà không biết làm gì hết. Bà làm công nhân ở dưới sở giáo dục. Ồ. Làm đao công quét dọn á. Dạ. Rồi giải phóng vô. Không có thâu bà nữa. Không có thâu lao công quét dọn cho nghỉ. Bà mới về hưu 40 tuổi về hưu. Rồi ở nhà không có làm gì hết. Cũng làm việc nhà thôi. Mà ông lo. Dạ ông lo, ông đi làm. Dạ. Rồi các cháu nè, cháu nhau cháu ruột đi ăn bánh tráng á, mua về cho bà. À, dù hay hay hay. Chứ bà không có biết làm. Dạ. Rồi bỏ khu bò, bỏ thịt gà gì nhiều quá bà ăn không được. Dạ. Chế nước vô đen nó lên quá. Dạ. Cái nguyện vọng của bà mới nói, để có chỗ bà sẽ làm ra bà tự lập mà bán. Ồ. Đó, bà làm ra tự lập á. À. Rồi bà ngồi trước hẻm háo 23 đây nè. Dạ, ngồi đầu chỗ hẻm. Chị Bình Trĩ á. Dạ. 10 năm rồi, bán mới 10 năm. Rồi Covid quá người ta không cho, bà mới giờ vô đây. Yeah. Tự lập tự làm đó, bà không có học ai hết. Yeah. Các cháu mua về bà ăn không được, nó lền nó đen thui, nước chan gì không biết. Ừ. Lớp khô bò gì, khô nai gì đủ thứ. Yeah. Bà mới chế ra thịt bằm nè, tóc mỡ xào rồi bà bán. Có vậy thôi đó. Yeah. Trình bày cho cậu nghe thôi. Yeah. Tự lập đó. Yeah. Ê, ông sao bà ông còn... mất à, ông 86 tuổi mất năm kia. Ồ. Oh. Phải năm mất năm kia. Vậy là ông lớn hơn. Ông lớn hơn bà mấy tuổi hả? Ông 86 tuổi mất. 86. Ồ vậy là ông lớn hơn bà cũng gần chục tuổi á. Nè. Bà 62, cô 82 ông. Bà cũng 86 cũng mất. 86 là đó là cách đây mấy năm. Đúng không? Mới mất 2 năm. Mới 2 năm vậy là năm nay ông phải 88 chứ 89 rồi. Mất là 86. Vậy là giờ 2 năm là ông 88, 89 năm rồi. Nay mới dỗ, giáp năm dỗ. Mới dỗ đầu năm nay. Dạ. Tháng 4 này mới dỗ. Ừ. Con có hỏi gì thêm không bà? Chỉ biết làm vậy thôi mà bà tự. Dạ làm. Đâu có họ. Trò chuyện với bà cho vui. Dạ. Dạ tại vì có nếu... biết dạ. Làm khô bò là thịt gà không có. Dạ. Bạn thấy không? Để có chỗ, bạn tự lập. Dạ không sao. Bà làm đeo hồ nước ngọt á, như khi vậy. Bà làm ra như gì, bà bán sao các cháu hợp công việc. Các cháu ăn được bán, bà muốn bán tiếp đi. Dạ, dạ, một phần bà bán nhiêu tiền bà? Muốn ăn nhiêu bà bán nhiêu à. Dạ. 15, 20, 25, 30. Dạ. Ăn nhiêu bà bán nhiêu. Chứ 10 đồng thì yếu quá, ăn không có giờ đồ mắc quá. Dạ. 10 đồng. Dạ. Bà làm cho con mấy phần đi, năm cho con 5 phần 30 đi. Dạ, con mang về cho bà xã con. Dạ. Bà xã con ghiền này lắm, bà xã con với mấy đứa nhỏ ghiền lắm. Con muốn ăn bà trộn. Dạ, bà trộn cho con 5 phần đi. Bà cũng xin trình bày là không có gì nha. Bà chỉ bán đơn giản dễ thương không? Sạch xà bằm tóc nở vậy thôi nha. Yeah. Trứng cút rồi hành phi rồi chứ bà không có bà dạ bà... nhiều khi vậy mà nó vậy mà độc đáo đó bà nhưng bà mà không có bán gì hơn nhưng mà chính tay bà làm thì nó mới hay. Dạ. Làm còn nóng hổi là sao. Dạ. Tóc nở thịt là đó. Dạ. Bà chỉ làm vậy cứ bán nhiêu đi bạn cho người ta vậy thôi. Ừ. Dạ rồi bà làm con bịch 30 đi cho con 5 bịch đi. Rồi, rồi. Dạ chỉ tại vì bà làm để cho người ta coi nữa. Dạ. Coi cái cách bà trộn trời ơi, bà nói chuyện lịch sử quá ha. Có gì đâu rung
Dạ, con trai lớn, dạ, hai đứa gái thì nhỏ nhưng mà con trai em lớn, con trai hai mấy rồi. Dạ. Ừ. Là con trai nó ở chỗ cái nơi riêng. Con mua hả con? Dạ. Ừ, chào con. Chào bé, con. Rồi dạ làm cho bé đó chứ bà. Chào con. Bịch 20 hả con? Được con, được. 20 hay nhiêu con? 20. Chú chuẩn bị làm tiếng rau cho bà Tám nè. Dạ. Có gì mốt tụi con tới ủng hộ nha. Dạ. Nhưng mà bán ở đây sợ không đông được. Chắc chú đưa bà bên chỗ nhà chú bán. Nhà chú, gần nhà chú, cái chỗ quán của chú, cái sân cho nó to. Ở đâu? Quận 7. Kệ chú lấy xe, anh chú lấy xe chú chở bà qua thôi. Cũng tầm giờ này. Tại khán giả là họ mình ở đâu mà thuận lợi họ đến. Tại sợ đông quá. Ở nhà mình nếu mình làm phải làm sẵn. Còn bà trộn khoảng chừng vài chục phần một bà vài phần rồi bán tại chỗ thôi còn. Bình thường bà bán khoảng bán được mấy chục phần ta? Không biết bà làm 6-7 hộp chứ nhiều hết thôi. Nhiều hả? Thì sao buổi một buổi mà chú bán cho bà khoảng 300 phần được không? Ồ, nhiều bằng cái 300 phần là hết hồn liền đó không? Dạ không bà ơi. Giống hôm bữa bán bắp ở khu ở Tuy Hòa Phú Yên nha. Anh nó gặp vợ anh này làm thì lỗ tứ. Nhỏ làm này là ít thì đãi cho bà bán từ từ còn đông quá là không, bà ngoại vẫn làm nhưng mà mình làm sẵn khoảng 300 hoặc là 400 phần. Tại dạ không, người ta ủng hộ mà. Cái tính người ta ủng hộ chứ không phải là mua để giống như là mình ăn như mọi lần. Dạ 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 dạ. Không với lại mình làm trước nhanh một chút xíu thì bán trong vòng có 1 tiếng đồng hồ. Lại nó mua là nhờ fan đó. Hay quá. Cái bạn nào gửi cho comment cái thông tin về bà quá hay luôn. Để coi có một cái bạn nào vậy. Chú về chú Lập cũng có lợi quay mấy bữa nay. Dạ, chú Lập. Mập đen đen. Bên báo thanh niên. Dạ. Đông xã mà nó làm ra quy bắc luôn đó nha ta. Qua tới Mỹ luôn bộ. Người ta gửi về cho bà luôn đó. Ừ, hay quá. Tám mươi mấy tuổi. Dạ em chào anh. Dạ chú trong dạ. Con dạ. Dạ cảm ơn. Đây là một phần đó hả bà? Dạ một phần. Cậu một phần nhiều dữ hả? Wow. Ồ rất nhiều gia vị nha. Ủa một phần 20 mà nhiêu đó luôn á hả? Ôi. Đó vậy thôi, đơn giản. Mà giờ bắt đầu bà trộn. Dạ, bà trộn, dạ. Hay quá, chắc thịt. Ôi, 20 ngàn quá trời quá đất. Dạ, 20 ngàn. Ba chú cúc, thịt, tóc, mỡ, thì đủ. Dạ. Con rúa, hành phi, lạc hẳn, trời. Bây giờ nó đi làm, bữa nó mua rồi, nó ăn xong. Rồi, nó đi làm, nó đi làm. Con từ chỗ này ăn. Miri lấy số của Năm, để có gì mình liên hệ lại cho dễ. Dạ để anh sắp xếp anh tổ chức á. Chắc có khi mà khoảng 1 tuần nữa mình làm được rồi. Rồi 20 ngàn. Ngày nào con cũng ăn đây hả? Dạ lâu lâu con mới ăn. À, nhà con gần đây không? Dạ nhà con mới ăn. Hả? Đây con ơi. Rồi. Rồi ngoại gửi. Rồi dạ. Đó. Chụp hình phải không? Ra đây con. Rồi con đưa cho anh này nè anh chụp cho. Chụp với chú nè. Rồi cho con 5 phần 30 nha. Okay.
nha. Một, hai. Trình tắm với Trâm tắm. Dạ, hôm nay nó làm gì vậy? Dạ. Dạ, dạ, con. Chào con nha. Rồi. Chào chú. Ồ. Oh. Rồi. Khán giả nhí của tôi nhiều quá chứ. Nhiều lắm. Nãy có hai bé chạy xe đạp mắc cười chết luôn. Chú không? Dạ có ba mình chỉnh chú cho chú. Chú luôn. Chú luôn. Chú con. Chú. Đó đây đây đây. Rồi, này nha. Giờ hôm nay nè, rồi, 1 2 3 2. Ôi trời quá dữ luôn. Có ớt không chú ơi, đầy đủ không? À, dạ không, dạ không. Dạ, ngon quá. Nhà có ba cô nữ. Trời ơi. Trời ơi, trời ơi, đi con. Trời ơi, thấy gì chứ mà hồi khách mà vô đông là bà làm đâu có kịp. Vậy ngày chắc bà bán chứ, bán rồi mấy giờ tới mấy giờ bà? Tới 6 giờ tới 8 giờ. 90 giờ. 90 giờ hả? Tính mà hết sớm nghỉ sớm. À. Mà mình có tính được không? Có tính ngày mà mình một buổi mình làm được mấy chục phần không? Không tính được. Dạ không tính. Không có đếm. Ủa chú ơi, mình đang quay chú. Đúng rồi con. Cái nhỏ sao xong xóm dễ thương quá à. Em thấy là đâm quá mà lắm dạ. Bán bánh chát lắm quá. Lễ phép dễ sợ luôn. Có cái món mà thịt bằm là hơi bị độc đó nha. À, đó, có gì thôi. À, món thịt bằm hơi bị xuất sắc đấy. Nước mắm không bà? À, nước mắm mè. Rồi. Trời, bà ngồi chùm hổm cái này thì mỏi chết, không chịu nổi trời. Dạ. Dạ. Để nhắn về nhà cho bà đừng ăn cơm. Cho anh tắm với anh nhắn về Duy Vân đừng ăn cơm. Chồng gánh à. Thôi, lên. Chỗ ngoài đó, chỗ cửa đó. Quá hài luôn. Mấy cái kia đây là đâu bây giờ đi đây bà tám bánh tráng trộn. Ý quên không có bỏ ớt lên. Dạ không, không bỏ ớt. Bạn bỏ ớt. Dạ không bỏ ớt dạ. Để bỏ bịch riêng để cho đem về ăn cho nó ngon chứ không hồi uống bánh. Ăn cho nó ngon chứ chế vừa vừa á. À rồi, thôi cái nào lỡ rồi, thôi cái này lỡ rồi. Trộn ngon. Dạ. Trộn lẻ không? Trộn đi. Hả? Trộn lẻ, trộn ngoại đi. Ừ, trộn thôi, trộn phụ ngoại đi con. Nè con, hớp bịch đi, trộn cho ngoại. Bây giờ... Để ngoại làm chừng mình một bịch thôi. Con trộn bị vô lấy bịch nhận phụ. Cháu ngoại đó. Dạ. Trộn phụ qua để mấy chú ngồi lâu. Giờ bà... Cái bà rất là tinh tế luôn. Rồi sao mấy chú ngồi lâu. Ý con ăn trộn
Ngon quá, ngon quá. Ngân ơi, giúp của anh ta đi không? Mấy con bịch à, cho chú thêm 4 bịch nữa. Ừ. Bây giờ bà không cột nữa. Giờ mời các cậu ăn thử. Dạ, rồi cái này con ăn, thử ăn tại chỗ. Dạ, ăn tại chỗ. Con bán được đánh vô đi. Để thử thử thử. À, mặc dù rất ngon. Dùng thử đi. Dạ. Con thì bà ngoại chọn thêm còn ăn không được. Trời ơi. 30 ngàn nè. Thiệt luôn á. Dạ dạ. Ở nhà chú quay con ta đây con. Cho muối nha. Ừ, nó có cái đúng như mình giờ mình tính, nó có cái thịt bằm nó rất là thơm mà không có bị nước nhiều, vừa cái khẩu vị rất là vừa ăn nha các bạn. Dạ. Cô vô nhà, chủ nhà, vô nhà. À dạ dạ dạ. Dạ dạ, chủ nhà. Rồi, chào con. Ok. Dạ, em chào chị. Ngồi lùi cho cô đẩy xe vô kìa. Con ăn không? Trời, nó nhìn mình nè. Cháu cố quá. Cháu gọi bà Tám bằng cố luôn. Dạ ngon. Dạ. Dạ vâng đúng ạ. Dạ. Dạ. Dạ con thấy vừa miệng lắm rồi đó. Dạ. Bà dịch sự quá. Các bạn thân mến, hy vọng rằng mình đủ duyên để làm một tập trứng rau kỷ niệm. Dạ rất là vừa ăn mà. Dạ. Dạ. Bà ngồi chơi đi dạ. Bà ngồi chơi chơi không à. Đúng là lấy mắm riêng vậy đó, anh này ăn 4 bình đó. Làm tiếp đi, hai đứa. Cột lại, để ăn đứt. Dạ, hy vọng là mình đủ duyên để mình làm một tập tiếng rau mình kỷ niệm cho bà Tám. Bánh tráng trộn tại Cách mạng tháng 8. Cái hẻm này là hẻm 623, xuyệt 20 và xuyệt nữa. Tới hai cái xuyệt lắm. 623 xuyệt 20 xuyệt 33. Dạ. Hai mẹ nói hai đi quá nhiều đấy con. Ta coi tí chốt. Nói chung là rất là vui. Thật sự là nhờ một cái post mà mình nhờ bà con bác giúp đỡ giới thiệu thêm như bậc tiếng rau cho Colorman thì hôm nay mình là có tới ngay trong buổi chiều thôi đã gặp được hai anh bà con, nghĩ rất là phù hợp luôn, rất là dễ thương ở ngay tại thành phố Hồ Chí Minh mình. À, có lẽ là chắc trong vòng khoảng tuần lễ hoặc 10 ngày có thể dự kiến là tuần tới, hôm nay thứ sáu, có thể là thứ sáu tuần tới thì comment sẽ làm một tập để giúp cho bà, còn có thể chủ nhật thì mình sẽ giúp cho chú cũng chưa biết nữa đó, hoặc là thứ sáu và chủ nhật thì mình sẽ làm hai tập tiếng rau tại thành phố Hồ Chí Minh tuần tới, đó là vào ngày 1 tháng 4 và ngày 3 tháng 4. Dạ, dự kiến như vậy nha. Dạ, dự kiến xin thông báo trước với bà con như vậy là một tuần lễ nữa thôi. Dạ. Còn nếu có gì thay đổi thì con mình sẽ chính thức thông báo trên cái
cái page của Coleman, của Coleman để bà con quá cùng biết ha. Dạ, và trước khi mình làm thì mình sẽ có rất nhiều thông tin để chia sẻ thêm cho bà con quá mình. Dạ, hẹn gặp lại quý vị khán giả. Dễ thương quá. Dạ. Con làm cái chương trình kia cho bạn. Và chương trình kia nếu mà làm thành công thì ít nhất là con sẽ mở được cho bà một số tiết kiệm 40 tỷ. Dạ, bà diễn già bà lo cho mấy cháu. Nha. Năm nó biết chương trình á, có gì rồi cho là. Dạ, năm với lại bé Năm với lại mấy bạn trợ lý. Dạ, không có gì đâu bà. Không. Làm kỷ niệm cho bà, làm kỷ niệm cho bà. Với bà mà cảm ơn thành làm kỷ niệm. Đúng không? Mốt này là cũng U90 rồi cũng đâu có biết được lúc nào. Bán năm là 2 năm. Dạ, đúng không bà? Cái gì cho cái đi theo với ngoại, cũng ngủ ngoại cho. Dạ. Tức là chú làm chương trình đó, làm chương trình tối thiểu phải ít được 40 triệu thì ta mở sổ tiết kiệm bà để dưỡng già rồi cho con cháu không làm đúng với con không không tại cái chương trình của con thì cái chương trình này chúng nó cũng lo mà mình muốn ăn thì phải tốn tiền quá để cháu nó phải lo mình có mình ăn đúng không con. Giờ kinh tế ăn cũng khó khăn hay quá bà mới dám làm vậy. Dạ, cảm ơn cậu các nhân vật tiếng Rao này như vậy. Các cháu là cũng cảm ơn hết. Dạ. Cho tất cả. Tụi con sẽ tới là coi cái bài chơi bài được chuẩn bị nguyên liệu rồi đó, tụi con sẽ quay thêm cái đó. Dạ. Rồi có, nếu mà mọi thứ thuận lợi thì có thể là tuần tới luôn. Dạ, chú báo để chú tính toán. Báo là mới lo. Dạ, báo trước ba mấy ngày. Dạ. 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 Làm ví dụ của nguyên liệu gì á thì báo cáo bà mà lo. Tại vì sắp tới thì chú cũng đi công tác liên tục á, thành ra là chú sợ không nếu mà không làm sớm thì chú lại kẹt nữa. Chú cứ báo trước. Chúc. Dạ. Dạ, đó con chào bà nghe. Dạ. Cảm ơn. Rồi đi. Chú cho con rồi. Cảm ơn mấy con nhiều nha. Dạ dạ. Cũng muốn bệnh cho mọi người. Yeah.